chào mừng các bạn đã quay trở lại với Quang Minh Passport. Và ở tập này mình sẽ thay đổi không khí một chút xíu ha. Mời mọi người cùng với Vinh tham quan một Nhật Bản thu nhỏ ngay tại giữa lòng Đà Nẵng. Mình sẽ không phải bay đến nước Nhật xa xôi mà ngay tại khách sạn Mikazuki ngày hôm nay. Mình sẽ mời mọi người cùng với Vinh trải nghiệm những văn hóa rất là đặc trưng của Nhật Bản ngay tại khách sạn này. Hiện tại thì Vinh đang đứng ở khu vực sảnh chính. Ở ngay tại khu vực sảnh chính thôi mà Vinh nghĩ giống như là Vinh đang bước vào một bảo tàng vậy đó. Bởi vì nơi đây mọi người cũng có thể thấy là hai vị tướng quân đang mặc hai bộ áo giáp nè, cũng như là có kiếm. Đây là tái hiện lại cuộc chiến mở rộng lãnh thổ của các lãnh chúa thời kỳ chiến quốc có thiệt trong lịch sử nha. Đây là chiếc trống Nagado của khách sạn Mikazuki, thể hiện cho tình hữu nghị của Nhật Bản và Việt Nam mình. Và chiếc đàn piano này là độc nhất vô nhị nha, cũng rất là đặc biệt. Bởi vì nó được làm bằng sơn mài và của một nghệ nhân rất là nổi tiếng. Và để thể hiện cho sự giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản thì cây đàn được đưa tới đây và đặt chỉ riêng cho khách sạn Mikazuki ở tại đây thôi. Qua bên này thì mình sẽ tiếp tục tham quan kiệu rước thần, một vật mà mình nghĩ cũng khá là tâm linh, cũng thể hiện cái tinh thần giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt Nhật và những cái sự trân trọng của nước Nhật Bản họ dành cho Việt Nam mình khi mà họ đến đây đặt vị trí khách sạn ở đây và tiếp đón những người khách tới đây ngay tại vùng đất Đà Nẵng. Tiếp đến khu vực này thì mình thấy cái này cũng rất là quen thuộc và chắc mọi người cũng biết, đó là môn đấu vật sumo ha, một cái môn thể thao truyền thống của Nhật Bản. Nói một chút xíu về môn thể thao dân tộc Nhật Bản sumo, là một môn võ gần giống như là đấu vật của Việt Nam mình. Trong sàn thi đấu hình tròn, hai lực sĩ sẽ để trần đóng một loại khố được gọi là mawashi, rồi sử dụng tay không để vật ngã đẩy đối thủ để phân thắng bại. Sumo được ra đời như một nghi lễ của thần đạo để cảm tạ và cầu mong cho một mùa màng bội thu. Wow, rất là ý nghĩa. Khu vườn rất là dễ thương với hồ cá koi và đền thờ. Những chú cá này được nhập từ Nhật Bản về luôn. Đây nè, cho ăn nè, mọi người thấy là hấu ăn lắm luôn. Có những bạn rất là mắc tiền, giống như cái bạn mà đầu tròn mà có hình có vân này nọ là đúng truyền thống của Nhật Bản luôn. Thì những bạn đó là những bạn mắc tiền, không có sợ mình tí nào hết. Wow, có một chú màu vàng, chú màu bạc, vàng mà vàng óng ánh luôn, như là vàng thật đó. Wow, vụ này vui nè mọi người. Giờ đây là mình sẽ mặc đồ truyền thống Nhật Bản đây, mình thích lắm luôn. Đồ rất là mới nha mọi người. Ở tại khu phường Nhật thì không chỉ có Nikko, chuông thiên, hồ cá koi mà còn có ngũ trùng tháp nữa. Như thiệt lệ thì mình sẽ có room tour nha. Welcome. Căn phòng mình chọn ngày hôm nay có tên là Ambassador ở tầng 21. Và mọi người có thể thấy cái diện tích và cái khuôn viên phòng rất là rộng luôn, rất là lý tưởng. Đó là điều mà Vinh rất là thích khi mà đi hotel. Bởi vì so với resort mình sẽ không có so sánh, nhưng mà hotel mà có cái diện tích như thế này thì rất là lý tưởng. Ở đây có hai phòng ngủ luôn. Đây, phòng ngủ master bên này và một phòng ngủ đây nữa. Mình sẽ ở được 4 người lớn. Và đây, mọi người có thể thấy cái không gian living room, phòng khách rất là to, có thể sinh hoạt chung với nhau. Lần nào đi Đà Nẵng thì Vinh cũng khám phá được rất là nhiều những cái bất ngờ. Mặc dù đã đi Đà Nẵng rất là nhiều lần, nhưng mà mọi người cũng có thể thấy là càng ngày thì sẽ có những cái nơi mới mở ra, những cái hoạt động mới để cho mình trải nghiệm. Và đặc biệt lần này Vinh trải nghiệm Mikazuki, khách sạn rất là mới, vừa chính thức đi vào hoạt động vào tháng 6 năm 2022.
Khách sạn Mikazuki tọa lạc ngay tại bờ biển Nguyễn Tất Thành, phía trước Bạc Vinh ngay đây. Thường thì Vinh sẽ thích chọn những cái phòng cao á mọi người, thì mình sẽ có cái view nhìn nó bao quát hơn, rất là thích. Đây đích thị là một căn apartment, nếu mà các bạn so sánh thì nó giống như cái nhà căn hộ của mình ở tại City vậy đó, rất là rộng. Và phong cách rất là Nhật Bản. Cảm giác như Vinh đang đi du lịch Nhật Bản vậy, không có nghĩ là mình đang ở Đà Nẵng. Ngay bên cạnh thôi là mình có cái phòng ngủ thứ nhì với hai giường đơn. Cái giường này tuy là giường đơn mà cái kích cỡ rất là lớn nè. Bên này thì lại là một cái không gian phòng tắm và tủ quần áo, tất cả mọi thứ riêng biệt nữa. Và đặc biệt thì bên này có thêm một cái bồn tắm lộ thiên ở phía bên ngoài này. Chắc là mình sẽ chọn ngâm bồn đây, bởi vì mình có một cái view nhìn thẳng xuống biển ngay ngoài kia thì cũng lý tưởng hơn nữa ha. Từ căn phòng Ambassador của Vinh ở tầng 21 thì Vinh ra ngoài hiên, Vinh nhìn xuống thì có thể nhìn bao quát khuôn viên phía trước của khách sạn luôn. Có công viên nước nè, rồi có hồ bơi chung nè, và bên kia là núi Phú Sĩ với hồ bơi 3 tầng cũng rất là hấp dẫn. Đây mình cũng đứng đây mình cũng có thể thấy luôn đài phun nước kìa. Đài phun nước này sẽ có chương trình nhạc nước chơi theo những cái lịch cố định, và khi các bạn đến khách sạn thì mình sẽ được phát những cái tờ chương trình, họ cũng sẽ liệt kê đầy đủ chi tiết của các cái tiết mục, những cái hoạt động ở trong khách sạn theo cái tờ chương trình đó rất là kỹ càng. Bữa ăn đầu tiên của Vinh ngày hôm nay sẽ tại nhà hàng The Blue của Mikazuki. Và các bạn biết không, ngay sau lưng của Vinh á sẽ là khu nhạc nước mà Vinh đã nhắc tới ở đầu video. Lịch trình diễn nhạc nước các ngày trong tuần là từ 6:30 đến 6:45, 7:30 đến 7:45. Riêng cuối tuần sẽ có thêm một khung giờ nữa là 8:30 đến 8:45. Ở trong nhà hàng The Blue này, món ăn thì rất là đa dạng, có món Việt, món Nhật và món Âu nữa. Cho nên là Vinh không biết kêu sao hết để giới thiệu. Vinh kêu mỗi một nước Vinh kêu khoảng 2 món để cho mọi người có thể hình dung ra đồ ăn ở đây như thế nào ha. Vinh gọi món sườn này là món best seller của đồ ăn Âu nha. Và đây là món Vinh thấy rất là hay, bởi vì phong cách kiểu Việt Nam mình cuốn bánh tráng nhưng mà bên trong là cá hồi của Nhật và bơ. Đây là món kiểu mix của Việt Nam và Nhật Bản. Còn đây là món bò Wagyu. Wow, rất là xịn sò. Mọi người biết là bò Wagyu thì là bò cao cấp và ngon nhất của Nhật. Bên cạnh đó Vinh không có quên gọi món Việt Nam là món chả giò và cơm gà Hội An. Mọi người không biết có đủ thèm chưa, chứ bây giờ Vinh là nhìn cái menu là chịu không nổi. À, mình nhắc về giá. Phần bò này của Vinh ăn rất là đặc biệt cho nên nó tầm gần khoảng 2 triệu. Còn lại thì món này nó khoảng 150-160, chả giò rồi. Rất là phải chăng ha. Nhà hàng The Blue là một trong 3 nhà hàng chính ở đây. Các bạn thích ăn nhiều hương vị khác nhau của nhiều đa quốc gia thì mình đi vào The Blue nha. Còn nhà hàng bên kia là nhà hàng chuyên về đồ Nhật. Rất là mềm nha mọi người. Vinh sắn một miếng thôi là miếng thịt nó đứt ra luôn. Wow, hấp dẫn chưa? Mình thử liền nha. Xuất sắc quá mọi người ơi. Rất là ngon. Bò Wagyu thì mình yên tâm là lúc nào cũng ngon, tại vì Vinh ăn thích, Vinh thích cái loại béo béo á, cho nên bò Wagyu là đúng gu luôn. Đang ăn mà có nhạc nước rồi các bạn. Không phải là quá lớn quá hoành tráng nhưng mà Vinh thấy rất là dễ thương, rất xinh. Wow. Vừa ăn ngon mà vừa được xem nhạc nước thì còn gì bằng nữa ha. Thêm một món đặc biệt nữa mà Vinh order đó là tháp hải sản. Vinh thấy có cái sự sáng tạo rất là đặc biệt, bởi vì tháp hải sản nếu mình ăn bên châu Âu, món Pháp thì nó là những cái hải sản lạnh to, nhưng mà nó là đồ lạnh thôi ha, hào là cái kiểu. Nhưng mà ở đây mình có tháp hải sản này, mình thấy ở trên có gỏi đu đủ nè, cua lột, rồi tôm, mực và hào, nhưng mà hào chế biến kiểu mỡ hành Việt Nam hấp dẫn hơn. Và ở dưới này là món sashimi Nhật, vẫn là cái chính, đó là phong cách Nhật ở dưới này. Mình thấy sáng tạo ăn ha, và có lẽ là hợp với khẩu vị châu Á của mình hơn. Rồi mình sẽ có thêm cái phần cơm gà là món chính cuối cùng để ăn cho no bụng.
ăn no thì là no, nhưng mà bây giờ Vinh vẫn phải tiếp tục review món tráng miệng. Mình đâu thể nào bỏ qua được món tráng miệng. Nói tóm lại, đang ở đây thì Vinh cảm thấy rất là ngon. Và sao ta? Có lẽ Vinh kêu nhiều quá thôi. Cho nên các bạn hãy lưu ý là mình kêu vừa phải thôi. Và cái phần ăn ở đây cũng rất là to ha. Giá thì Vinh cũng đã nói rồi để các bạn tham khảo. Và đặc biệt hai cái món mà Vinh cảm thấy Vinh thích nhất trong buổi tối ngày hôm nay Vinh ăn, đó là món bò Wagyu và cái món sashimi rolls, cái món cá hồi cuộn với bánh tráng Việt Nam. Mình rất là thích món đó. Ngoài ra thì cơm gà Hội An, các bạn chẳng cần phải đi vô Hội An đâu, mình nghĩ ăn ở tại hotel thôi cũng rất là ngon và đúng chuẩn rồi. Vậy là ngày đầu tiên của Vinh cũng sơ sơ thôi ha. Các bạn đã có room tour rồi, resort tour. Và tối nay thì Vinh ăn tại nhà hàng The Blue. Một bữa ăn rất là ngon miệng để mà nạp lại năng lượng đầy đủ. Để chuẩn bị tinh thần ngày mai, Vinh sẽ review tất tần tật về Mikazuki để các bạn có thêm thông tin. Bây giờ thì Vinh sẽ ăn no rồi, đi ngủ kỹ đây. Good morning mọi người. Và Vinh đang ở tại nhà hàng The Blue, cũng là chỗ mà Vinh ăn tối ngày hôm qua. Nơi này thì mình sẽ tiếp tục ăn sáng nha. Bởi vì khuôn viên của nhà hàng rất là rộng lớn. Và buổi sáng này thì Vinh thấy là hoàn toàn khác biệt. Bởi vì buffet sáng được bày ra và rất là nhiều đồ ăn luôn. Buffet sáng thì mình sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn. Và Vinh thấy vẫn là tập trung vào ba loại ẩm thực, đó là ẩm thực Âu và ẩm thực Nhật Bản cũng như là ẩm thực Việt Nam. Rất là thú vị khi mà Vinh đi ăn buffet sáng và Vinh thấy tempura nè, misoba, udon nè, rồi cả sashimi nữa, những cái món ăn truyền thống của Nhật Bản. Và bên cạnh đó thì Vinh lại chọn đồ ăn Việt Nam. Vinh chọn bì quảng và bánh bèo. Mình ra vùng Quảng thì mình nhất định phải ăn mì Quảng ha, siêu ngon luôn. Buổi sáng ở đây ăn rất là đông cho nên là Vinh khuyến thích mọi người nên đi sáng sớm thì sẽ đỡ đông hơn. Đồ ăn thì lúc nào cũng rất là nhiều và được làm mới cũng như là làm đầy liên tục. Cảm ơn em. Và mọi người thấy phong cách phục vụ ở đây rất là dễ thương không? Rất là chuyên nghiệp luôn. Bởi vì Vinh ngồi đây Vinh ăn nhưng mà thấy xung quanh mọi người đều check theo mình, nhìn rồi quan sát mình cần cái gì đó. Vinh thấy người Quảng Nam rất là dễ thương luôn, Vinh khen bao nhiêu lần rồi. Nếu mà nói về phong cách phục vụ thì chuyên nghiệp và khỏi chê. Mì Quảng nhìn đơn giản như vậy nha mọi người, nhưng mà ở trong miền Nam Vinh đó là Vinh đi tìm loại nước trong và ngon như thế này là cũng khó đó. Không biết là các bạn biết ở trong miền Nam mình là mì Quảng chỗ nào ngon không? Nước trong nè, rồi còn thịt đó, tôm thịt đó, rất là đậm đà. Và Vinh nghĩ đây sẽ là tiết mục mà tất cả chúng ta đang trông đợi nhất. Vinh sẽ đi công viên nước. Và đầu tiên mình sẽ đi công viên nước ở trong nhà trước cho các bạn. Ở đây cũng sẽ có đầy đủ tất cả các hoạt động. Không biết chơi cái nào chứ. Bên này là biển nhân tạo nè, dòng sông lười nè, khu trượt nước bên kia nữa. Let's go. Biển nhân tạo ở tầng 1, tầng 2 là khu trò chơi Tokyo Dream Game, tầng 3 là spa và khu vui chơi cho trẻ em nè, và tầng 4 là khu onsen. Dòng sông lười cũng rất là dài và Vinh thấy rất là thư giãn nữa. Đặc biệt là mọi thứ ở trong này đều rất là an toàn, các bạn không lo ngại về vấn đề thời tiết.
15 phút chơi thì Vinh đã rồi triệt hết tất cả các môn ở tại công viên nước trong nhà rồi. Và Vinh thích nhất đó là cái slide dragon, cái bán trượt rồng rất là đã. Nó đã thôi nhưng mà đúng đô của Vinh thì chưa phải lắm. Vinh thấy công viên này dành cho các bạn thiếu nhi thì nhiều hơn, bởi vì các trò chơi khá là an toàn và rất là nhẹ nhàng. Vinh nghĩ ở đây sẽ thích hợp với các phụ huynh dẫn các bé nhỏ nhỏ, mình chơi kẹp chung với các bé thì sẽ rất là phù hợp. Còn đối với người lớn, thanh niên chúng ta thì Vinh nghĩ là cảm giác bạn thì nó chưa đủ. Bây giờ mình sẽ đi công viên mà chơi nha. Và đây chúng ta đang ở khu vực công viên nước ngoài trời. Vinh đang đứng cạnh núi Phú Sĩ và hồ bơi 3 tầng. Phía sau lưng Vinh là khách sạn Mikazuki. Cái view ở đây thì Vinh rất là enjoy. Ở công viên nước ngoài trời thì Vinh thấy là khá thiếu những cái hoạt động. Chỉ có dòng sông lười nè, các bạn có thể thả mình ngắm trời mây, và bên cạnh đó có thể bơi và chụp hình ở tại hồ bơi 3 tầng này. Điểm nhấn là Vinh thấy là núi Phú Sĩ ở đây. Nhưng mà tiếc quá, tại vì ở ngoài trời này không có thêm nhiều hoạt động để có Vinh có thể trải nghiệm nó mạnh mẽ hơn nữa. Cho nên giờ chắc là Vinh đi relax ở dòng sông lười thôi. Sau khi mình chơi công viên nước trong nhà và ngoài trời đã đời thì Vinh sẽ đi tắm onsen, và Vinh đang ở tại Water Park 365. Tại đây thì hoạt động đầu tiên Vinh thấy rất là thú vị là Vinh được mặc yukata để chụp hình check-in ở khu sảnh chính. Và các bạn lưu ý là mình sẽ thuê yukata ở đây có bảng giá nha. Nhớ đừng làm mất nha, bởi vì mình sẽ có một cái bảng giá đền bù yukata. Chắc là đã xảy ra những cái trường hợp mọi người mặc vào và mình sơ ý, mình để mất đồ hay gì đó, thì các bạn nhớ lưu ý mình thuê đồ và sau đó trả lại ngay tại địa điểm này. Và mình mặc yukata thì mình chỉ mặc để chụp hình và di chuyển ở trên tầng 4 thôi, mọi người lưu ý nha. Rồi, đây là khu vực Mikazuki Onsen. Để được vào trong đây quay thì Vinh phải xin phép trước để cho các bạn có thêm thông tin về nơi này, bởi vì bình thường nơi này thì mình sẽ không có quay phim mà chụp ảnh nha. Đầu tiên vào mình sẽ được để đồ của mình vào trong locker này. Có cái khóa như thế này để các bạn giữ trên tay. Mọi thứ là mình sẽ để vào đây hết. Nếu mà mình đi ra khu vực hồ bơi chung á, thì các bạn có thể mặc đồ bơi. Nhưng mà nếu mình đi tắm onsen truyền thống của Nhật Bản thì mình sẽ không có mặc đồ. Mình nghĩ là nhiều bạn sẽ rất là ngại về cái chuyện này, nhưng mà ở bên Nhật thì cái việc mà mình tắm onsen nó rất là tốt và có lợi cho sức khỏe, cho nên là mình sẽ không có mắc cỡ nha. Phía bên trái là khu vực mà sau khi mình tắm onsen thì mình sẽ ra đây để mà xoay tóc rồi mình chỉnh trang. Các bạn lưu ý khi mình vào tắm tiên onsen thì mình sẽ phải tuân thủ những cái quy định, nó cũng khá là cầu kỳ, bởi vì người Nhật thì họ cái truyền thống tắm onsen của họ thì rất là phổ biến rồi, nhưng mà không phải ai cũng biết. Cho nên các bạn lưu ý những cái điều mà mình chuẩn bị cho cái việc tắm onsen của mình ở đây có 9 bước. Ví dụ nha, tắm trán trước qua nè, sau khi trước khi mình vào onsen mình phải tắm sạch người trước, không có quấn khăn vào người, mình sẽ remove tất cả quần áo của mình và không có chạy nhảy và không có bơi ở trong này nha. Đó, sẽ có 9 điều ở đây thì các bạn lưu ý. Đây là khu vực tắm trán. Bình thường thì đã vào tới cái này rồi mình sẽ không có mặc đồ, nhưng mà hôm nay thì mình mặc yukata nha. Sau khi tắm sạch sẽ thì mình sẽ tiến vào khu vực ngâm onsen. Thường thì nếu các bạn có xem những tập Văn Minh Passport trước thì mình cũng đã từng review những cái khu tắm onsen rồi. Thì nó cũng tương tự như nhau, sẽ có nhiều cái bước tắm. Ví dụ như mình xong hơi khô, xong mình sẽ ra tắm ở bể sục này, xong sau đó mới bước vào khu vực onsen, thì nó sẽ có khoáng ở đây. Hoặc là mình có thể ngâm bồn trong này. Vinh thì Vinh sẽ thích ngâm bồn riêng của mình, một mình ở trong này đây. Nước rất là ấm và có khoáng chất ở trong này.
Thật sự là nói Vinh rất là mê đi tắm onsen bởi vì nó rất là tốt cho sức khỏe của mình. Như các bạn biết, mình được ngâm ở trong nước nóng thì cơ thể mình relax nè, và có những cái khoáng chất tái tạo lại rất là đẹp da nè, relax nè. Và có thể một số nơi thì người ta tin là cái chuyện mình tắm onsen cũng có thể chữa bệnh cho mình nữa. Các bạn lưu ý đây là khu vực mình tắm chung nam và nữ, bởi vì khu onsen thì có khu vực tắm chung nè, và sẽ có khu vực mình chia riêng ra, nam riêng, nữ riêng, và cả khu vực tắm tiên nữa. Đây, mọi người có thể thấy các bé vui đùa, nước ở đây cũng rất là an toàn. Cũng rất là nhiều những cái hoạt động để các bạn có thể trải nghiệm bên cạnh cái việc mình chụp hình. Ngay khu vực tại tầng 4 thì Vinh thấy rất là nhiều những cái tiện ích bên ngoài khu vực mà mình đã check in và phần triển lãm các món đồ mà Vinh đã giới thiệu ở phần đầu, thì ngay tại đây thì Vinh còn khám phá ra được có rất là nhiều những khu vực khác nữa. Như các bạn thấy là nơi mà cho thuê Yukata kế bên cạnh Japanese Garden, mình có luôn án lounge nè. Và đây là Hanami Cafe. Và phía trên lầu 5 nữa mình có thể đi bộ lên, đó là Sake Bar. Nơi đây thì phục vụ rượu dành cho các phụ huynh của mình nha. Nếu như các bé đã có công viên nước vui chơi và những cái không gian Kids Club rồi thì người lớn của chúng ta cũng có những nơi để tận hưởng nha. Quý phụ huynh hãy cùng Vinh đi lên đây thưởng thức rượu ở Sake Bar. Đây, các món sake và mình thấy rất là nhiều sự lựa chọn. Những cái món ăn nho nhỏ cũng có luôn, kiểu như burger ha, rồi mấy món ăn nhẹ. Và quan trọng là mình thấy một cái không gian rất là phù hợp cho các chú, các bác, các bố. Ở đây mình có thể thưởng thức sake, rượu và coi các trận đấu bóng nữa. Cái màn hình ở đây rất là lý tưởng ha. Wow. Rồi, như vậy là mọi người thấy là mình đi Mikazuki là có rất là nhiều các hoạt động cho cả ba thế hệ trong gia đình luôn. Từ ông bà cho tới phụ huynh cho tới các bé đều có những cái hoạt động và những cái nơi rất là phù hợp cho mọi lứa tuổi. Mình đang đón hoàng hôn ở tầng 22 ở tại Crescent Cafe and Bar. Ở đây thì có cái hồ bơi vô cực rất là to, dài. Và điểm đặc biệt đó là mình có những cái hồ jacuzzi onsen xung quanh cái hồ bơi chính của mình. Mình thấy buổi chiều ở đây mọi người nên chụp hình rất là nhiều bởi vì đón hoàng hôn rất là đẹp. Và cái view biển Nguyễn Tất Thành mình nhìn ở đây, mình view thẳng xuống biển cũng rất là đẹp. Các bạn cũng có thể dùng bữa nhẹ nè, hay là cocktail, các loại nước uống ở đây cũng đầy đủ. Nói chung là một cái không gian để mình chill buổi chiều thôi. View trước, view sau luôn, vị trí của Mikazuki rất là đẹp ha. Phía sau lưng này là mình có thể ngắm núi nè, và phía trước mặt thì mình ngắm biển. Wow, đẹp xuất sắc.
thay đổi không khí một chút xíu. Tối nay mình sẽ ăn lẩu nha mọi người, ở tại khu viên của Bikatsuki luôn. Mình có nhà hàng thứ hai sau nhà hàng The Blue, đó là nhà hàng Karan. Ở Karan này là mình ăn lẩu buffet với một cái giá mà Vinh thấy là không thể nào rẻ hơn được, 799.000 một người thôi, net luôn nha, không có cộng cộng gì hết. Mà mình có 4 loại thịt và mình có thể chọn được 1-2 loại nước lẩu cùng với các loại rau nè. Rau này thì mình tự chọn nha, các loại nấm, rau, mì, udon hoặc là mì trứng này nọ, mình có thể lấy ngoài quầy thoải mái luôn. Dạ, mình ăn cái nào trước đây ta? Nay bên kêu bò, có thịt bò, thịt heo, thịt viên và thịt gà nữa. Đó, 4 loại thịt. Cái này thì extra bên kêu thêm tại bò Wagyu ở tại Mikazuki thì rất là ngon, bò Nhật. Bò Wagyu này mình kêu thêm 100g cũng có 199.000, mình thấy giá rất là tốt. Và thêm một điểm nữa, cái chỗ ngồi của Vinh ngày hôm nay cũng rất là lý tưởng. Hôm qua Vinh ngồi ở The Blue thì cũng có view nhạc nước, và hôm nay Vinh ngồi ở tại Karan, nhà hàng lẩu Nhật thì cũng có trực diện view nhạc nước phía sau lưng Vinh. Hôm nay Vinh chọn hai loại nước lẩu, đó là shabu shabu và sukiyaki. Shabu shabu là nước hầm từ thịt và rau củ, còn sukiyaki là lẩu vị nước tương. Rau củ rất là nhiều nha, mình bỏ nhiều thì nước sẽ ngọt hơn nữa. Đây là phần trứng đã được khử khuẩn rồi nha, mình sẽ dùng để chấm với thịt bò luôn. Và như vậy thì mọi người cũng có thể thấy là ở tại Mikazuki thì mình có thể tận hưởng rất là nhiều thứ, không chỉ đơn thuần là khách sạn và resort thôi, mà mình thấy là mọi cái hoạt động ở đây nó gói gọn ở trong khuôn viên của khu nghỉ, cho nên mình có thể sinh hoạt cả gia đình của mình. Hầu như là Vinh hai ngày nay Vinh không có cần phải đi ra ngoài, nhưng mà tất cả những cái thứ gì Vinh cần có thì cũng có ở tại trong khu nghỉ hết. Và mọi thứ đều rất là gần với nhau, không có quá to mà các bạn phải đi bất kỳ, tất cả là mình đi bộ được hết. Nó rất là thuận tiện cho cả gia đình của mình. Ok, để mà nhận xét thì Vinh nhận xét như thế nào ta, tất cả mọi thứ thì Vinh đều thích hết. Vinh thấy là cái phòng của Vinh rất là rộng nè, kiểu như apartment ở cả gia đình được. Và công viên nước trong và ngoài trời nó rất là an toàn. Để đó thì Vinh nghĩ là rất là thích hợp để Vinh có thể dẫn cháu của Vinh đi tới đây, hoặc là ba mẹ, ông bà trong gia đình của mình, tất cả mọi người đến đây. Ăn uống thì phải là cái điểm rất là khen, bởi vì Vinh thích ăn đồ Nhật. Mọi người thấy là ăn đồ Nhật hầu như là không có dầu mỡ và rất là có lợi cho sức khỏe của mình. Ăn lẩu là chỉ có rau và thịt. Ngoài ra thì mình ăn đồ ở bên buffet hoặc là ăn ở nhà hàng ngoài biển, ngoài kia nhà hàng Nami thì đều là những cái món ăn thuần túy của Việt Nam mình và đều đầy đủ chất dinh dưỡng ha. Hơi tiếc một chút xíu đó là phần công viên ngoài trời á, Vinh nghĩ là nên có thêm nhiều hoạt động hơn cho những người lớn và thích cảm giác mạnh như Vinh. Vinh thấy là chỉ có cái dòng sông lười và hồ bơi trẻ em bên kia thì nó quá nhẹ nhàng ha. Rồi bây giờ mời mọi người buổi tối nha. Hai cái đũa này mình dùng để gắp thịt. Cảm ơn cả nhà đã cùng theo dõi vlog về của Vinh ở tại Mikazuki Đà Nẵng. Các bạn hãy đến đây liền thôi, bởi vì khách sạn còn rất là mới và chờ đợi mọi người đến đây để trải nghiệm. Hy vọng là những cái lời giới thiệu của Vinh về nơi này sẽ tạo cho các bạn một nguồn cảm hứng để mình có thể đem gia đình, bạn bè, người thân của mình, già trẻ lớn bé tới đây đều có thể vui chơi và hoạt động hết. Chắc là Vinh sẽ dành một lời cảm ơn đặc biệt nữa đến người Nhật, bởi vì họ đã tạo ra một cái không gian Nhật Bản thu nhỏ ngay tại quê hương Việt Nam xinh đẹp của mình ở tại Đà Nẵng. Vinh hy vọng sẽ được tiếp tục gặp lại các bạn trong những hành trình tiếp theo của Quang Minh Passport nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào tạm biệt.